Thanh tra Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh vừa công bố danh sách xử phạt 5 đơn vị và 6 cá nhân bị xử phạt vi phạm hành chính của bộ phận khám chữa bệnh từ ngày 14 đến 17 tháng 2. Đây là đợt công bố xử phạt đầu tiên của thanh tra sở sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Các đơn vị bị xử phạt là công ty trách nhiệm hữu hạn y tế Hoàng Khoa, công ty trách nhiệm hữu hạn phòng khám đa khoa Văn Kiệt, công ty trách nhiệm hữu hạn phòng khám đa khoa Pháp Anh, công ty trách nhiệm hữu hạn hợp tác y tế xét nghiệm Medic. Một số lỗi của các đơn vị này là đã không ghi sổ y bạ cho người bệnh điều trị ngoại trú, khám chữa bệnh mà không có giấy phép hoạt động khám chữa bệnh, quảng cáo các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, đặc biệt mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận nội dung. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh thông báo khi người dân gặp phải tình trạng phòng khám có dấu hiệu vẽ bệnh moi tiền, có thể gọi về số điện thoại tổng đài 0989 401 155 hoặc gửi đơn thư về Sở Y tế hoặc có thể phản ánh trên ứng dụng Y tế trực tuyến.